Chào bà con đến với tin giá phân bón, đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo, giá cao thấp tùy từng vùng thời điểm mà có giá khác nhau. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe, luôn trúng mùa được giá. Giá phân bón hôm nay 27 tháng 2 tại miền Trung và Tây Nam Bộ vẫn duy trì ổn định. Ghi nhận cho thấy, phân giáp Hồng Hà đang được áp dụng mức giá cao nhất là 1.100.000, 1.130.000 đồng một bao. Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung. Ghi nhận hôm nay ngày 27 tháng 2 cho thấy, giá phân bón tại khu vực miền Trung tiếp tục đi ngang. Hiện tại, mức giá thấp nhất là 260.000, 280.000 đồng một bao áp dụng cho phân lân Lâm Thao. Nhỉnh hơn một chút là mức giá 280.000, 320.000 đồng một bao đối với phân lân Văn Điển. Đối với phân ure Ninh Bình và Phú Mỹ, giá bán ổn định trong khoảng 530.000, 560.000 đồng một bao và 530.000. 570.000 đồng một bao. Đồng thời, giá phân kali bột Phú Mỹ và Hà An chưa có điều chỉnh mới, hiện đang được áp dụng khoảng giá chung là 630.000, 660.000 đồng một bao. Song song đó, phân NPK 16, 8 Lào Cai đang được niêm yết giá ở mức 750.000, 770.000 đồng một bao, Phú Mỹ ở mức 750.000, 780.000 đồng một bao và Đầu Trâu ở mức 760.000. 790.000 đồng một bao. Tương tự, giá bán của phân NPK 20, 15 song danh tiếp tục duy trì trong khoảng 940.000, 960.000 đồng một bao và Đầu Trâu có giá khoảng 970.000, 1 triệu đồng một bao. Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ. Cùng thời điểm khảo sát, giá phân bón tại khu vực miền Tây Nam Bộ cũng không có thay đổi mới so với ngày 24 tháng 2. Theo đó, phân ure Phú Mỹ và phân ure Cà Mau lần lượt ghi nhận khoảng giá 510.000, 520.000 đồng một bao và 515.000, 530.000 đồng một bao. Tương tự, giá phân kali miễn Cà Mau vẫn dao động từ 530.000 đồng một bao đến 550.000 đồng một bao. Đối với phân NPK 16, 8, giá bán của loại Việt Nhật đang niêm yết trong khoảng 660.000, 670.000 đồng một bao và hai loại Cà Mau, Phú Mỹ có giá trong khoảng 660.000, 690.000 đồng một bao. Song song đó, phân NPK 20, 15 ba con cò đang được bán ra với mức giá 910.000, 920.000 đồng một bao. Đồng thời, giá phân giáp Đình Vũ và Hồng Hà cũng ổn định trong khoảng 760.000, 800.000 đồng một bao và 1.100.000, 1.130.000 đồng một bao.